Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 24, câu 37 đến câu 44. Quả thế, thời ông Noe thế nào, thì ngày Con Người quan lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quan lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khuét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, với lời nhắn nhủ đầy thân thương và tha thiết của Chúa Giêsu, vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Chúng ta chính thức bước vào mùa vọng. Khi nói tới mùa vọng, chúng ta nói đến một sự chờ đợi, một sự mong chờ trong niềm tin và sự hy vọng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại quà tặng gì đây? Phải chăng là của cải vật chất, vinh hoa phú quý, thời gian để chúng ta ăn chơi, thụ hưởng cho riêng mình? Thưa không, Thiên Chúa là người cha đầy khôn ngoan và nhân hậu. Ngài không chỉ ban cho chúng ta những giá trị của đời này, nhưng Ngài còn ban cho chúng ta một gia tài, một kho báu lớn lao hơn, cao quý hơn, quan trọng hơn, cần thiết hơn. Đó chính là ơn cứu độ, là hạnh phúc bất diệt, là niềm vui bất tận ở chốn thiên đàng. Và ơn cứu độ đó, quà tặng đó chính là ngôi lời nhập thể mà chúng ta đang ngưỡng vọng hướng về. Mùa vọng gửi đến mỗi người chúng ta một lời cảnh báo về sự tỉnh thức cho mình và tỉnh thức cho mọi người. Thời ông Noe, Thiên Chúa đã ban cho một thời gian lâu dài để con người tỉnh thức, cho đến khi cánh cửa của con tàu đóng lại, thì mọi sự đã thật trở nên muộn màng. Mọi ân hận bên ngoài cánh cửa con tàu Noe đều trở nên vô ích, khi mà con người làm lơ với Thiên Chúa, phớt lờ thánh ý và lời nhắc nhở của Thiên Chúa. Còn thời đại chúng ta thì sao? Chúng ta có quá nhiều cơ hội để được nhắc nhở, nhiều điều kiện để có thể lắng nghe và đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu mời mỗi người hãy sẵn sàng để đón chờ ngày quan lâm của Chúa trong sự bất ngờ về không gian và thời gian, bất ngờ trong sự vô tâm, thờ ơ và sao lãng của con người đối với tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta một sự đáp trả tỉnh thức và sẵn sàng. Chúa gửi đến sự nhắc nhở đôi khi êm đềm và lắm lúc cũng đầy tính thúc bách. Qua những đổi thay của nhân loại, qua đời sống con người, qua những biến cố, thay đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Những sự bất an lan tràn trong một thế giới mà người ta cứ ngỡ là an toàn và tốt đẹp, và sẽ không thật bất ngờ dành cho những ai biết lắng nghe, đón nhận và chiêm nghiệm những lời đánh thức cõi lòng từ Chúa Giêsu. Khi Chúa nói, "Phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến." Lạy Chúa, xin mở rộng tim con, xin mở rộng hồn con, xin mở rộng tâm trí con, và cũng xin mở rộng cả cuộc đời con, để con luôn sẵn sàng đón chờ ngày quang lâm của con Chúa bằng chính đời sống luôn thi hành tình yêu thương và bác ái như Chúa đã dạy chúng con. Amen.